Ghê không? Trăm khách. Gọi video, gọi FaceTime này. Gọi gọi tin nhắn. Đỏ âu luôn. 4.0. Lại đến lượt Linh. Còn hai bên chạy cơ bên kia nữa. Linh ơi, kìa. Ôi. Con đi chơi dã man thật nhờ. Gấu cực luôn đấy. Này, hồi lại nhìn đẹp không? Đi chuẩn bị đi nhá. Cắn áo kìa anh ơi. Áo. Chó nha em đây. Người ơi, người. Cắn rồi. Thích con nào chọn đấy mọi người nhá. Cả bên trại bên kia nữa anh em nữa cơ. À, chọn được khách xem. Ai thích đỏ đen yếm dài nhá. Có em đang có 3 con là con nát này. Nát đi có 2. Đây cả bên này nữa này. Cho mọi người xem. Lúc nào rất nhiều hàng cho mọi người lựa chọn nhá. Đây. Lắng này. Chưa lắng em chưa thả ra cho mọi người xem rồi. Thần kinh là vô địch thiên hạ. Luôn à. Đấy, ai thích chọn em nào bọn em sẽ đưa ra em đấy để mọi người lựa chọn nhá. Vô kể luôn. Đấy, đang tép thần kinh qua. Đây là đang tép thần kinh gọi FaceTime cho khách anh ấy. Càng đẹp. Nhiều anh rất thích này, đậm bảng màu này nhé. Ấy, ấy. Ấy, cắn này. Không nhả luôn này. Nếu bây giờ bỏ ra thì nhả. Ấy, nói chung là chó này nó đủ lại màu sắc cho mọi người nhá. Đen tuyền, đu đông, đỏ đen này. Vàng sạch này. Đấy, bỏ ra thì nhả. Mỗi người thích một loại màu. Mỗi nhà hợp với một loại màu. Đây, bọn em rất nhiều sự lựa chọn để tư vấn các anh nhá. Đấy, thần kinh này. Quan trọng nhất chó này vẫn phải là thần kinh mọi người nhá. Rồi, chào mọi người.